đồng lòng có vẻ không đúng như trên thực tế. Hiện nay, ngày càng có nhiều phần lãnh thổ muốn ly khai và sáp nhập vào Liên bang Nga. Trước tình hình đó, Tổng thống Putin đưa ra sắc lệnh cho phép cấp quốc tịch Nga cho người Ukraine mà không vướng phải những thủ tục khắt khe ở video ngày hôm nay. Hôm qua, tại Cộng hòa Nam Ossetia đã diễn ra cuộc họp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước để bàn chuyện quốc gia đại sự. Đúng như dự đoán của nhiều người, Nga sẽ chỉ dừng lại khi họ đạt được mục tiêu. Đáng chú ý là cả Odessa và Mykolaiv cũng đã có chính quyền của riêng họ. Odessa và Mykolaiv về mặt lý thuyết vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Ukraine, nhưng chắc chắn là Nga sẽ dồn lực để giành quyền kiểm soát. Khi đó thì Ukraine sẽ mất hết biển và phần phía đông rộng lớn và trù phú, nơi có nền công nghiệp vận tải biển phát triển. Phần phía tây Ukraine chủ yếu là nông nghiệp nhưng lại không thể xuất khẩu bằng đường biển. Ukraine sẽ phải phụ thuộc vào Ba Lan để vận chuyển bằng đường bộ, đường hàng không. Đúng là gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Cái kết đắng dành cho Tổng thống Ukraine Zelensky. Các nước tham gia họp chúng ta có thể kể tên bao gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Luhansk, Cộng hòa Nam Ossetia, Cộng hòa Nagorno-Karabakh, Cộng hòa Nhân dân Kherson, Cộng hòa Nhân dân Odessa, Cộng hòa Nhân dân Mykolaiv, Cộng hòa Nhân dân Kharkov, Cộng hòa Nhân dân Zaporizhia. Trong bối cảnh hầu hết các vùng chiến lược quan trọng của Ukraine đông người Ukraine. Theo đó, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu Nga cho người dân ở các vùng Zaporizhia và Kherson, miền nam Ukraine. Hệ thống được đơn giản hóa sẽ cho chúng ta thấy rằng Nga không hiện diện ở đây chỉ trong một thời gian dài mà là mãi mãi. Phó tỉnh trưởng chính quyền Kherson do Nga bổ nhiệm Kirill Chemosov nói với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti của Nga hôm 25 tháng 5. Chúng tôi rất biết ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin vì tất cả những gì ông ấy đang làm cho chúng tôi, vì đã bảo vệ người Nga trên những vùng đất lịch sử của Nga mà nay đã được giải phóng, ông Chemosov nói thêm. Theo ông Chemosov, chính quyền mới muốn giúp đỡ những người muốn gia nhập đại gia đình Nga. Sắc lệnh chính thức của Tổng thống Putin hôm 25 tháng 5 được đưa ra sau sắc lệnh hồi năm 2019, trong đó cho phép thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu nhanh chóng đối với người dân của các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng, các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Theo sắc lệnh, người có nguyện vọng nhập tịch không bắt buộc phải sống ở Nga, không cần cung cấp bằng chứng tài chính hoặc vượt qua bài kiểm tra tiếng Nga. Ông Chemosov cho biết, các đơn xin nhập tịch sẽ được xử lý trong 3 tháng và Kherson đã bắt đầu triển khai các trung tâm cấp hộ chiếu Nga. Cho đến nay, hàng trăm nghìn người dân của các vùng Donetsk và Luhansk ở đông Ukraine đã được cấp hộ chiếu Nga. Nga giành quyền kiểm soát Kherson từ tháng 3 năm 2022. Cuối tháng 4, truyền thông khu vực xác nhận quân đội Nga chính thức tiếp quản tòa nhà thị chính Kherson 5.000 km2 với khoảng 1,1 triệu dân. Đây là khu vực chiến lược nằm trên vành đai sắt Biển Đen, chạy dọc từ bán đảo Crimea tới vùng Donbass ở miền đông do lực lượng ly khai kiểm soát. Đầu tháng này, ông Chemosov, một trong những lãnh đạo cao nhất của chính quyền dân quân sự tại Kherson cho hay, họ có kế hoạch đề nghị sáp nhập Kherson vào Nga. Quan chức này cho biết thêm, Kherson sẽ chuyển sang áp dụng luật pháp Nga hoàn toàn ngay trong năm 2022. Tuy nhiên, Điện Kremlin nhấn mạnh, đây là vấn đề cần được các luật sư, chuyên gia pháp lý xem xét, đánh giá rõ ràng, kỹ lưỡng và việc sáp nhập sẽ do chính quyền và người dân ở đây quyết định. Ngoài ra, ông Chemosov cũng cho biết, chính quyền Kherson đã đề nghị Moscow lập một căn cứ quân sự ở vùng lãnh thổ này nhằm đảm bảo an ninh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo bất kỳ kế hoạch nào nhằm thành lập Cộng hòa Nhân dân Kherson cũng sẽ không thành công. Ông Zelensky tuyên bố Nga sẽ phải hứng chịu lệnh trừng phạt nặng nề nếu tiến hành sáp nhập khu vực này. Phía bên kia chiến tuyến, giới chức Ukraine cảnh báo các cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga sẽ không có cơ sở pháp lý và đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Việc các khu vực của Ukraine muốn ly khai để sáp nhập vào Nga không còn là việc quá mới. Như đã dẫn tin trong những video trước, chúng tôi có thể lấy một số ví dụ gần đây nhất như quốc kỳ Nga tung bay trên nóc tòa nhà chính quyền thị trấn Svitlodar, cách thành phố Severodonetsk khoảng 80 km về phía tây nam. Hiện nơi này đang bị bao vây và nằm hoàn toàn trong quyền kiểm soát của quân đội Nga. Lực lượng ly khai thân Nga tuyên bố giải phóng và kiểm soát Toskoka, một thị trấn nhỏ với dân số khoảng 4.000 người ở tỉnh Luhansk của Ukraine. Chính quyền tỉnh Kherson hiện do Nga kiểm soát còn chơi lớn hơn khi thông báo đưa đồng rúp trở thành tiền tệ chính thức cùng với đồng hryvnia, loại tiền tệ của Ukraine.
Điều này có nghĩa tất cả thương gia đều có quyền và trách nhiệm niêm yết thị giá bằng hai loại tiền tệ là đồng hryvnia của Ukraine và đồng rúp của Nga. Tỷ giá hối đoái của đồng rúp sẽ được xác định là gấp đôi đồng hryvnia. Ông Kirill Chemoshov, phó chủ tịch cơ quan mà Nga gọi là chính quyền khu vực dân quân sự Kherson nói, nên có một căn cứ quân sự của Nga ở khu vực Kherson. Chúng tôi sẽ đưa ra đề nghị này và đây là điều mà toàn thể người dân mong muốn. Đây là điều cần thiết và sẽ là yếu tố đảm bảo an ninh cho khu vực và cư dân địa phương. Nga đã kiểm soát Kherson từ ngày 3 tháng 3 và tòa thị chính thành phố vài tuần qua vẫn được phép hoạt động nhưng phải tinh giảm cấu trúc. Đây cũng là đô thị lớn đầu tiên Nga kiểm soát sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Có lẽ không cần quá nhiều từ ngữ để mô tả về thành phố cảng chiến lược Mariupol với pháo đài bất tử Azovstal mà quân đội Nga đã vây hãm gần 3 tháng. Cuối cùng, chiến thắng đã đến với Tổng thống Putin khi ông không tốn quá nhiều sinh lực cũng như khí tài, tài sản để giải phóng hoàn toàn thành phố này. Tại một số thành phố của Ukraine như Kherson, Mariupol và Berdyanska, Nga đã chỉ định chính quyền địa phương chịu trách nhiệm mang lại cuộc sống bình thường và đặt nền móng tương lai với Moscow. Gần đây, nhiều hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các binh sĩ Nga đang xuất hiện ở các khu dân cư phía bắc Lyman, nơi lực lượng Ukraine đã nỗ lực phòng vệ trước các cuộc tấn công dữ dội từ cuối tháng 4. Quân đội Nga đã xâm nhập vào vùng lãnh thổ của Lyman từ rất lâu. Mục tiêu chính của họ là giành lấy khu vực trung tâm của Lyman. Pháo hạng nặng đang tiến vào và xe tăng cũng được đưa tới vùng ngoại ô thành phố để tiến hành pháo kích và chiếm toàn bộ trung tâm Lyman. Lyman là nơi có tuyến đường sắt quan trọng. Nếu lực lượng Nga có thể kiểm soát Lyman, thành phố Slovyanska gần đó cũng có nguy cơ bị pháo binh tấn công. Đồng thời, quân đội Ukraine ở phía đông nam của Lyman sẽ có nguy cơ bị bao vây nhiều hơn. Giờ đây, miền đông Ukraine giao tranh đang bước vào giai đoạn căng thẳng mang tính quyết định nhất. Chỉ còn hai thành phố sinh đôi là Severodonetsk và Lysychansk còn thuộc quyền kiểm soát của Kiev. Tổng thống Zelensky cho rằng vận mệnh đất nước ông gần như phụ thuộc hoàn toàn vào việc có đẩy lùi được quân đội Nga ra khỏi miền đông hay không. Tuy nhiên, sự chênh lệch lực lượng là quá lớn. Cho nên, Tổng thống Zelensky dạo gần đây luôn miệng đòi phương Tây phải cung cấp thêm vũ khí hạng nặng để ông tiến hành chiến dịch quân sự. Nhưng mong muốn này là rất ngặt nghèo trong thời điểm hiện tại, bởi kho vũ khí của EU đã đạt đến ngưỡng cạn kiệt. Còn NATO thì đang lục đục nội bộ, mâu thuẫn quá nhiều trong vấn đề có nên tiếp tục hỗ trợ Ukraine vũ khí hạng nặng hay không. Tại sao Tổng thống Putin công nhận vùng ly khai ở Donbass trước khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt? Thưa các bạn, công nhận hai vùng ly khai miền đông Ukraine, Tổng thống Nga Putin có thể hiện thực hóa mong muốn người Ukraine và Nga là một dân tộc và chặn đứng đường gia nhập NATO của Kiev. Vùng Donbass từ lâu là điểm nóng trong căng thẳng biên giới giữa Nga và Ukraine. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập của hai vùng ly khai Donetsk và Luhansk tại miền đông Ukraine. Đây là lần đầu tiên Nga tuyên bố không coi Donbass là một phần của Ukraine. Điều đó có thể mở đường cho Moscow gửi lực lượng quân sự vào khu vực ly khai một cách công khai với lập luận rằng